Lô. Hello chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Viettel Store TV. Trên tay mình đang là chiếc Vivo S1 cũng như là một sản phẩm rất là quen thuộc với các bạn, đó là Samsung Galaxy S50. Trong video lần trước thì mình đã đem đến bài so sánh chi tiết cả hai sản phẩm này. Và trong video hôm nay chúng ta hãy cùng nhau bàn luận về một chủ đề rất là khác, đó là bảo mật sinh trắc học. Với cả hai sản phẩm này, kể cả là Samsung Galaxy A50 hay là Vivo S1 thì đều hỗ trợ cảm biến vân tay trong màn hình cũng như là mở khóa bằng gương mặt thông qua camera trước. Vậy thì trong video hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xem rằng ở trong phân khúc giá từ 5 đến 7 triệu đồng thì sản phẩm nào sẽ cho chúng ta tốc độ mở khóa nhanh hơn, tốc độ đọc ghi vân tay nhanh hơn cũng như là tốc độ mở khóa bằng gương mặt nhanh hơn nhé. Các bạn lưu ý cho mình rằng cả Samsung Galaxy A50 hay là Vivo S1 thì đều sử dụng công nghệ vân tay quang học, tức là nó sẽ giống với các mẫu máy khác sử dụng cảm biến vân tay trong màn hình có trên mặt trên thị trường, chứ không phải là giống như của Samsung Galaxy S10 đâu nhá. Các bạn hãy lưu ý một chút, bởi vì có nhiều bạn vẫn lầm tưởng là cách thức mở khóa của những chiếc Samsung Galaxy A50 nó vẫn giống với lại Samsung Galaxy S10, thì cái này là điều không đúng. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau vào phần cài đặt và hướng đến phần bảo mật và sinh trắc học. Đầu tiên thì mình sẽ vào phần vân tay, bởi vì lý do vì sao mình không thử phần khuôn mặt trước, bởi vì nếu như mình thử phần khuôn mặt trước thì nó sẽ ưu tiên mở khóa bằng gương mặt, cho nên là khi mà mình test bằng vân tay nó sẽ không chính xác nữa. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau xóa hết vân tay cũ rồi đi. Rồi ok, mình đã xóa hết dấu vân tay đã từng có trên cả thiết bị này. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thử xem là về tốc độ ghi vân tay thì chiếc máy nào sẽ có tốc độ đọc ghi vân tay nhanh hơn và chiếc máy nào sẽ giành chiến thắng nhé. Tiên là cần thêm vân tay. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thử xem nhé. Đó thì các bạn có thể thấy rằng với chiếc Vivo S1 thì máy đã nhận vân tay trước cũng như là tốc độ ghi vân tay có phần nào đấy có vẻ như là nó nhanh hơn so với lại chiếc Samsung Galaxy A50 rồi. Và Galaxy A50 thì tốc độ ghi vân tay của nó đã chậm là một chuyện, và nó sẽ cho mình cái độ chính xác nó không quá cao lắm. Thì các bạn thấy rằng máy thường xuyên báo với mình là mình cần phải giữ vân tay chắc hơn cũng như là thay đổi vị trí để có thể ghi vân tay. Với bài test đầu tiên, đó là bài test ghi vân tay, thì những chiếc Vivo S1 đã giành chiến thắng, trong khi những chiếc Samsung Galaxy A50 mới ghi vân tay được khoảng 80%. Ok, vậy là cả hai chiếc máy này đều đã ghi vân tay thành công. Phần thắng đầu tiên sẽ dành cho Vivo S1. Chúng ta hãy cùng nhau đến với bài kiểm tra thứ hai, đó là tốc độ mở khóa bằng vân tay. Rồi, vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài test thứ nhất, đó là tốc độ ghi vân tay thì những chiếc Vivo S1 đã giành chiến thắng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với bài test thứ hai, đó chính là tốc độ mở khóa bằng vân tay, xem rằng Vivo S1 hay là Galaxy A50 sẽ giành chiến thắng nhá. Nào, 1, 2, 3. Rồi các bạn thấy rằng với tốc độ mở vân tay thì chiếc Vivo S1 đã giành chiến thắng rồi. Chúng ta hãy cùng nhau làm lại bài test này cho kết quả nó khách quan hơn nhé. Rồi thì các bạn có thể thấy rằng tốc độ mở khóa của những chiếc Vivo S1 nó nhanh hơn hẳn so với lại Samsung Galaxy A50. Vậy thì bây giờ cùng nhau test lại một lần nữa để xem rằng cả hai chiếc máy này đều có độ nhận diện chính xác hay không nhé. Đó, thì cả hai chiếc máy này với 3 lần thử nghiệm đều có thể nhận vân tay một cách chính xác và mở khóa. Tuy nhiên với chiếc Vivo S1 máy cho tốc độ mở khóa vân tay nhanh hơn hẳn. Còn với chiếc Samsung Galaxy A50 thì các bạn có thể thấy rằng là tốc độ mở khóa nó chậm hơn cũng như là hiệu ứng nó sẽ chậm hơn. Vậy là phần thắng thứ hai đã dành cho chiếc Vivo S1. Rồi chúng ta hãy cùng nhau đến với bài test cuối cùng, đó chính là mở khóa bằng gương mặt. Cá nhân mình thấy thì từ trước đến nay các sản phẩm đến từ Trung Quốc nó vẫn cho tốc độ mở khóa bằng gương mặt nhanh hơn, nhưng mà hãy để cùng nhau xem rằng Samsung đã cải thiện cái điều này hay chưa nhé. Ở phần khuôn mặt thì chúng ta cùng nhau xóa dữ liệu khuôn mặt trước đây đã có. Thì với chiếc Vivo S1 thì đã không có dữ liệu khuôn mặt, còn với lại chiếc Samsung Galaxy A50 thì mình sẽ xóa dữ liệu khuôn mặt đi. Rồi, cả hai máy đều không có dữ liệu khuôn mặt, và bây giờ chúng ta cùng nhau thử xem tốc độ ghi khuôn mặt của cả hai chiếc máy như thế nào nhé. Chúng ta hãy vào phần thêm khuôn mặt. Các bạn lưu ý rằng với việc mở khóa một gương mặt thì cả hai chiếc máy này đều mở khóa một gương mặt 2D. Do đó thì cả hai nhà sản xuất đều có lưu ý cho chúng ta, đó là với những cái tính năng này nó sẽ kém bảo mật hơn mở khóa bằng vân tay, cho nên các bạn hãy lưu ý nhé. Rồi, ôi thôi chết rồi. Các bạn có thể thấy rằng mình còn chưa kịp làm gì thì chiếc Vivo S1 nó đã ghi khuôn mặt xong rồi. Còn với chiếc Samsung Galaxy A50 thì để xem nào, nó sẽ mất thêm một bước là hỏi xem các bạn có đeo kính hay không. Với chiếc Samsung Galaxy A50 thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ phải đảo mặt khá là nhiều để máy có thể nhận diện ra. Rồi.
Đấy, các bạn có thể thấy rằng với tốc độ ghi khuôn mặt thì những chiếc Vivo S1 lại một lần nữa giành chiến thắng. Vậy thì hãy cùng nhau xem tốc độ một con gương mặt như thế nào nhé. Rồi, các bạn thấy rằng cả hai chiếc máy theo mình là có tốc độ một khóa ngang nhau đấy. Chúng ta cùng xem lại nhé. Rồi, tuy nhiên là với chiếc Vivo S1 thì chúng ta sẽ có thể vào ngay màn hình chính khi mà bạn nhận diện được khuôn mặt cũng như mở khóa gương mặt thành công. Còn với lại Samsung Galaxy A50 thì chúng ta sẽ mất thêm một bước, đó là vuốt lên để có thể vào được giao diện chính. Đó, thì chúng ta có thể thấy rằng xét về tổng thể tất cả bài test thì những chiếc Vivo S1 giành chiến thắng khi mà đạt 3 trên 4 lần, kể cả tốc độ ghi vân tay, tốc độ đọc vân tay cũng như là tốc độ ghi khuôn mặt. Còn với chiếc Samsung Galaxy A50 thì mặc dù là thua thiệt ở 3 bài test trên nhưng mà tốc độ mở khóa bằng gương mặt của chiếc Samsung Galaxy A50 cũng khá là nhanh. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải mất thêm một bước rườm rà nữa. Vậy tổng kết lại, trong khung giá từ 6 đến 7 triệu đồng thì chúng ta đều có những cái công nghệ mở khóa rất là tiên tiến. Chúng ta sẽ có mở khóa vân tay trong màn hình. Và với chiếc Samsung Galaxy A50, đây có lẽ là một sản phẩm đầu tiên của Samsung trang bị cảm biến vân tay trong màn hình. Do đó, nó sẽ có tốc độ mở khóa chưa quá thực sự xuất sắc. Còn với Vivo S1 thì với lợi thế là một sản phẩm ra sau, cho nên là tốc độ mở khóa bằng vân tay nó đã được cải thiện rất là nhiều. Rồi, các bạn thấy sao về hai sản phẩm này? Với nếu mà chỉ xét xem về bảo mật bằng sinh trắc học như là mở khóa bằng vân tay và mở khóa bằng gương mặt thì các bạn sẽ ưu tiên sản phẩm nào hơn? Các bạn sẽ thích những chiếc Vivo S1 hơn hay chiếc Samsung Galaxy A50 hơn thì hãy cùng nhau chia sẻ ở phía dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy hữu ích, đừng quên like, subscribe YouTube của Viettel Store TV. Đừng quên là các bạn có thể tham khảo cả hai sản phẩm này tại hệ thống siêu thị Viettel Store. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.